Từ ngày 3 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu triển khai hệ thống giấy đi đường điện tử trên ứng dụng Vũng Tàu IOC CIV, tạo ra mã QR lưu trữ toàn bộ thông tin của cá nhân tham gia lưu thông. Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu cho biết, tính đến chiều 3 tháng 9, thành phố Vũng Tàu đã cấp khoảng 2.500 mã QR code trên ứng dụng đô thị thông minh Vũng Tàu IOC cho người giao hàng đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Việc triển khai hệ thống giấy đi đường điện tử sẽ hạn chế được tiếp xúc giữa người được phép tham gia lưu thông và các chốt kiểm soát trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thay vì là sử dụng giấy tờ thì chúng ta tích hợp vào cái nền tảng đô thị thông minh, đấy là cái QR code, thì tích hợp cái giấy đi đường này, rồi cái lịch công tác của cơ quan đơn vị này, đấy, được phép đi trong vòng bao nhiêu ngày, đấy, và các cái thông tin cá nhân khác. Khi mà chúng ta thực hiện đăng nhập vào trong cái đô thị thông minh đấy thì người ta sẽ tạo cho chúng ta một cái mã QR code. Đặc biệt thì trên cái mã QR code đấy, khi chúng ta khai báo không đầy đủ thông tin đấy thì cái phần mềm nó sẽ không chấp nhận, là không cho phép chúng ta đi đường. Để được cấp mã QR code, người được phép tham gia lưu thông cần phải cài đặt ứng dụng Vũng Tàu IOC Safe. Sau đó, các cơ quan đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo mẫu, gửi về hộp thư điện tử vungtauioc@gmail.com tiếp nhận. Cơ quan đơn vị sau khi nhận được phản hồi, thông tin đã được chấp nhận và cập nhật trên hệ thống giấy đi đường điện tử, thì thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tạo mã QR code theo hướng dẫn. Khi người lưu thông khai báo và tạo mã QR, hệ thống tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin và trả kết quả cho người lưu thông. Lúc này, người lưu thông có thể trình mã QR bằng một trong nhiều hình thức như mở ứng dụng, lưu ảnh trên điện thoại, in làm thẻ đeo hoặc dán trên phương tiện. Sau 3 ngày triển khai, đến nay tất cả những người giao hàng, tình nguyện viên giao hàng trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc. Riêng đối với các đối tượng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 9.